anh mong chờ mùa thu. Trời đất kia ngả màu xanh lơ, đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa, bên những bông hồng đẹp xinh. Em mong chờ mùa thu, siêu thế nhân dần vào chốn thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ em rồi, mây bay về đây cuối trời, mưa rơi làm rung lá vàng, duyên ta từ đây sự lựa chọn đúng, thể hiện được khả năng của Minh Ngọc ở mức độ cao nhất. Hình ảnh rất là đẹp, chưa bao giờ thấy Vũ Hà hát đàng hoàng như thế. Trang phục cũng vậy, mặc dù là có một cái vài
những cái đoạn B hai người song ca với nhau có khả năng có thể bè được, hơi tiếc một chút xíu thế thôi. Nhưng mà hôm nay Minh Ngọc rất là đẹp, nhìn như thánh nữ vậy đó. Mùa thu ta áo xanh nào về với giấc mơ. Chúc mừng cái một này. Em cảm ơn anh. Và xin mời phần nhận xét của giám khảo Thanh Hà. Em hát rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Giọng hát của em trong sáng và có cái rất là riêng của em. Và đặc biệt hôm nay lúc mà em hát cái phần giọng giả của em đó, em hát rất chuẩn và chị luôn luôn thích. Chị phải đứng lên vỗ tay cho em là em biết rồi đó. Và chị luôn luôn để ý đến tiếng hát của em. Mà cái cách của em, cái bộ trang phục hôm nay, mà nhất là khi em cười, chị thấy nó cái phản phất rất là Hồng Nhung nhé. Cái nụ cười rất là Hồng Nhung. Ôi dồi ôi, thế em lại thương quá bởi vì bạn xinh đẹp thế kia. Và anh đã thật là thông minh vì đã chọn bài hát này cho em Minh Ngọc. Tất nhiên chị Thanh Hà rất là quý Hồng Nhung, cho nên là đã hơi tăng Hồng Nhung lên tí khi mà bảo là em trở hơi giống chị. Nếu mà có thì toàn giống những cái đẹp ơi là đẹp, còn sau đó là em vút lên tận trời cao, còn chị ở dưới đất. Xin được chấm em điểm 10. Em xin cảm ơn chị. 10 điểm từ giám khảo Hồng Nhung. Và tiếp theo là phần cho điểm của giám khảo Thanh Hà. 9.75. 9.75 từ giám khảo Thanh Hà. Và cuối cùng là phần cho điểm của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 10. Yeah. 10 điểm từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Em xin cảm ơn ban giám khảo ạ.